Xin kính chào các bạn. Hôm nay Tèo sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn cách điểm hát một bài hát cũng rất là hay, rất là nổi tiếng của ca sĩ Lam Trường, đó là bài Đừng Lừa Dối. Hôm nay chúng ta cùng học đệm bài hát này các bạn nhé. Trước khi học đệm bài hát, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc của bài hát này. Thì bài hát Đừng Lừa Dối được sáng tác hình thức là hai đoạn đơn, hết sức dễ các bạn ha. Đoạn A mở đầu, đoạn B cao trào sôi nổi, hết sức dễ rồi thôi. Rồi intro và ending thì luôn luôn có rồi. Nhắc vào một điều, tông nam sẽ là tông đô thứ. Ok các bạn nha. Tông nữ sẽ là tông son thứ. Rồi ở đây thầy hướng dẫn các bạn để mở tông la thứ để bước đầu giúp cho các bạn dễ tập luyện, tạo được hứng thú cho mình khi tập luyện cho đàn các bạn ha. Rồi khi đệm thì nhớ đệm đúng tông cho ca sĩ người ta hát nha. Rồi đó là tông của bài. Bây giờ mình cùng điểm sơ qua các âm sắc nhạc cụ sử dụng trong bài này. Bài này thì cũng hết sức đơn giản thôi. Mình đệm điệu disco tempo khoảng 115 các bạn nhé. Trong tốc độ đó, nếu mà ca sĩ họ muốn nhanh hơn thì mình đệm nhanh hơn, muốn chậm hơn thì mình đệm chậm hơn. Ở đây thì mình là gợi ý là 115 nha. Rồi đầu tiên đó là tiếng brass. Ok, tiếp theo đó là tiếng chinh. Rồi tiếp theo đó là tiếng guitar điện. Ok, tiếp theo đó là tiếng piano. Rồi, tiếp theo đó là tiếng trống. Để các bạn muốn báo chúng tay rồi, lấy tiếng trống mình báo. Ngoài ra, chúng ta để một điệu disco. Các bạn sẽ chọn cho mình cái multibass, tính năng multibass nè, chọn cho mình. Bộ multibass là disco guitar. Giờ mình nghe hiệu ứng của các cái multibass này các bạn nha. Cực phê các bạn ha. Ok, đó có 4 tính năng multibass, các bạn chọn multibass nào cũng được. Khi mình mở cái rip trống lên đây lên rồi, bắt đầu mình bấm multibass cho nó trộn vào, nghe cực phê các bạn ha. Đó là tính năng multibass mình trộn vào. Các phần còn chuẩn bị đã xong, bây giờ mình cùng đến với bài Đừng Lừa Dối, lời Việt của nhạc sĩ Trung Minh Ký qua tiếng hát của ca sĩ Lam Trường. Mình cùng học đoạn phần intro các bạn nhé. Các bạn quan sát dòng nhạc, intro hết sức đơn giản các bạn ơi. Yeah, luôn. Dòng trên, dòng dưới đánh y hệt nhau, chỉ khác chút xíu thôi các bạn ơi. Rồi, tập dòng trên nhé các bạn ha. Mình vào phách số 1 luôn. Bạn xếp ngón như sau. Ngón cái xếp vào nốt mì, ngón trỏ xếp vào nốt son. Các ngón là xếp đều vô. Ok, tay luôn luôn cong tròn đều đẹp các bạn nhé. Khi đánh á, mặc dù á mà là các bạn nói là đánh ngón xấu ngón đẹp thì cũng là nốt đó thì đồng ý. Nhưng mà bây giờ các bạn ơi, mình nhìn vào cái đẹp thì mình vẫn thích hơn là cái nó chưa đẹp đúng không? Vì vậy mình đánh luôn luôn tay xếp ngón cho đẹp các bạn nhé. Rồi bắt đầu đánh từ ngón giữa nốt la. La, la, son, mì, son, son, la. Tập ô nhịp thôi. La, la, son, mì, son, son, la. Tập đến chậm này thôi các bạn nha. La, la, son, mì, son, son, la. Ok, nốt la cuối này đánh xong ngắt. Ngắt liền, không kéo dài. Đầu làm lại. La, la, son, mì, son, son, la. Ok, nốt la cuối ngắt liền. Làm lại các bạn nha. La nè, rồi tiếp tục. La, son, mì, son, son, la. Ok, mình có được một ô nhịp. Bây giờ qua ô nhịp tiếp theo. Quá dễ, nó nốt có sẵn trên. Qua nhịp theo xuống cái phách số 1 xuống cái bùm cái mình đánh. Bùm, son, la, son, la, son, la, son, la. Tức là mình đánh nốt son, la đó hết ô nhịp luôn. Mình coi son, la mấy lần nha. Son, 1, 2, 3, 4, tức là cái số 4 là mình vừa qua cái ô nhịp tiếp theo lại. Tức mình đánh nốt la đó 3 lần. Son la, son la, son la, son la. Là mình quay lại ô nhịp số 3 các bạn ha. Ô nhịp số 3. Rồi bây giờ mình sẽ nối hai ô nhịp lại với nhau. Vô, từ đầu vô nè. La, la, son, mi, son, son, la. Son la, son la, son la, son la, la. Lúc đó mình đánh cái ô nhịp đó giống như lúc đầu lại các bạn. Nó giống như nó áo đầu. La, la, son, mì, son, son, mì. Lúc này ô nhịp này nó sớt xuống nốt mì. Là xong. Được, mình có được 3 ô nhịp. Bây giờ tới ô nhịp số 4. Ô nhịp cuối cùng nè, ô nhịp số 4 dòng trên nè. Bắt đầu mình sẽ hơi, nó hơi phức tạp xíu. Mì. Đánh nốt mì này xong mình ngắt liền. Đầu mình nối 3 ô nhịp lại các bạn ha. Nối 3 ô nhịp trước đã. Ô nhịp số 4 mình tính sau. Rồi. La, la, son, mì, son, son, la. Son, la, son, la, son, la, son, la. La, son, mì, son, son, mì. Là hết được 3 ô nhịp. Bắt đầu tới ô nhịp số 4.
Mì đánh xong ngắt liền, buông tay lên liền, đừng kéo dài. Ok, rồi tiếp tục mình đánh câu này. Đợi cái phách số 1 rớt cái bùm xuống cầm đánh lên. Bùm. Rê đô la sòn. Rê đô la sòn. Rê đô la sòn. Tức mình đánh thì nó móc kép hơi nhanh xíu các bạn ha. Rê đô la sòn. Các bạn nhớ số ngón nha. Rê là ngón út. Rê đô la sòn. Rồi xong thì nó móc kép. Mình sẽ đánh câu, mình dành câu nhỏ nè. Rê đô là hết. Rê đô là hết. Cái ô nhịp số 4 đó các bạn nha, mình làm lại. Rê đô la sòn. Rê đô. Bùm. Rê đô la sòn. Rê đô. Ok, bạn nhớ đó mình đánh chậm. Rồi nốt rê mình đánh rê trưởng. Nốt đô mình đánh đô trưởng. Là xong. Rồi mình nối từ đầu cả dòng trên, các bạn quan sát thật kỹ nha. Đầu tiên mình chuẩn bị hợp âm la thứ 7, mình vô cùng lúc. Là hết các bạn nha. Rê đô đó là hết, bắt đầu xuống dòng dưới. Các bạn thấy dễ không? Bây giờ sau khi đã tập hai tay đã nhuyễn như vậy rồi, bắt đầu mình đổi tiếng và mình vô trống đánh thử nha. Rồi đầu tiên mình bấm nút nhấp nháy cho nó đợi báo trống. Nó đang đợi báo đó các bạn. Rồi bấm nút star cho nó báo trống cái. Bắt đầu mình vô cho multipass. Dễ các bạn. Vậy là xong đó. Quá dễ các bạn ha. Lần nữa nha. Ok vô. Quá dễ bạn ha. Lúc đó mình đánh câu này xong nè, rê đô nè. Là mình quay từ đầu lại xuống dòng dưới các bạn ha. Ok, vậy là xong dòng trên. Bắt đầu xuống dòng dưới. Dòng dưới mình cũng đánh tương tự y hệt y chát luôn các bạn ơi, không khác chút nào cả. Nó khác cái mỗi ô nhịp cuối cùng thôi. Lúc đó mình quay lại đó. Ở mình dành ô nhịp dòng trên là rê đô đúng không? Rồi mình quay xuống dòng dưới đánh y hệt luôn. La la son mi son son la son la son la son la son la la son mi son son mi. Nói chung là ba ô nhịp này đánh y hệt ba ô nhịp dòng trên, không cần phải tập lại mất thời gian các bạn ha. Rồi ô nhịp cuối cùng lúc nào mình đánh nốt la son la luôn. Bùm la son son rê đô la. Nó cũng giống câu hồi nãy nhưng mà nó khác xíu. Hồi nãy mình là rê đô la son. Bây giờ mình đánh là la son la, có hai nốt thôi. Bùm la son la son rê đô la. Cái hai nốt thôi bạn nha. Bùm la son rê đô la. Nốt la là mình hết ngay la thứ 7 là cuối cùng đó. Nói chung đánh hệt chỉ khác cái chỗ cuối cùng này thôi. La son la đó. La son rê đô là hết. Dù quá dễ giùm nối cả câu các bạn nha. Là hết. Khi mình tập hai tay như vậy nó nhuyễn là bắt đầu vô trống. Ok. Đổi tiếng brass chuẩn bị kêu dòng dưới nha. Xong. Lúc đó các bạn phải bấm nút báo trống, bấm nút xin tốp để mình dành cái câu này nè. Rê đô la đó. Đã biết em yêu anh yêu thật chân tình. Ok bạn nha. Đó là mình phải bấm nút tuyết ti. Và bây giờ mình đã xong được cái từng phần. Bây giờ mình sẽ nối cả cái intro này. Các bạn quan sát thật là kỹ nha. Đầu tiên bấm nút báo trống nè. Cho nó đợi báo đi. Rồi nhấp nháy đó đợi báo nha. Bấm nút star cho nó vô. Bắt đầu mình chọn multipass vô. Ok bạn nha. Đánh như vậy nghe mới chuyên nghiệp. Báo trống rồi vô nha. Xong, hết sức đơn giản các bạn ha. Lúc đó mình đánh ngưng là xong. Đã biết anh yêu em yêu thật chân. Mình đợi cái ô nhịp tiếp theo mình vô thôi các bạn nhé. Không cần phải làm gì nữa. Rồi, như vậy là mình đã đệm xong được cái phần intro. Bây giờ chúng ta cùng chuyển qua đoạn A của bài hát.
bạn sẽ dùng nhạc nha. Đoạn A và H lúc này chúng ta chẳng hợp âm, rất đơn giản thôi bạn, chẳng làm gì cả đâu. Mình lấy tiếng brass và mình đánh một số câu nhỏ thôi. Ví dụ như vô nè. Ta ra tan ta ra tan tan tan. Ta ra tan. Mình đánh một số câu nhỏ thôi. Ví dụ ô nhịp đầu tiên, ô nhịp la thứ 7. Mình để la thứ 7 xuống phách số 1. Rồi phách số 2 mình đánh cái câu này. Fa mi. Fa mi. Fa mi. Nốt pha thăng và nốt mi vào nha. Fa mi. Ok, rồi tiếp tục qua nhịp la 7 tiếp theo. Vì sao vậy đó, chỉ sao đó. Bắt đầu để la thứ 7 xuống kêu đánh tiếp tục. Son la son la. Bùm son la son la. Quá dễ bạn ha. Rồi hai ô nhịp tiếp theo mình chẳng làm gì cả. Mình chỉ lấy tiếng piano hoặc tiếng guitar nè. Mình chập nhẹ nhàng theo thôi. Rồi tới tiếng piano đi các bạn ha. Tiếng guitar nó có multibass đánh nè. Rồi hai ô nhịp la thứ 7 mình đánh bình thường. Mình lấy tiếng piano mình chập nhẹ nhàng theo thôi. Rồi, ánh mắt xa xăm về trốn, chữ trốn qua rê trưởng. Chữ trốn bắt đầu đánh chữ trốn ngay phách số 1, hợp âm ngay rê trưởng ngay phách số 1. Phách số 2 mình đánh cái nốt là xí la. Ok, rồi tiếp tục qua nhịp tiếp theo rê trưởng ở chữ sau đó. Mình đánh gì? Cái phách số 2 cũng đánh là nốt rê đô. Ok bạn nha, như vậy là xong dòng trên. Mà thấy dễ không? Hết sức dễ. Bây giờ mình đệm dòng trên, các bạn sẽ thật kỹ nha. Ta ra tan ta ra tan tan. Đơn giản bạn ha, đánh cho đơn giản thôi. Té lên hai nốt, tan 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 tan. Nói chung là lúc này ca sĩ họ hát thì mặc kệ ca sĩ, mình cứ đệm thì mình cứ nhìn vào cái bài xích nhạc của mình đệm thôi, bài phối mình đệm thôi các bạn nha. Rồi vô. Rồi chập bấm bấm. Qua rê chữ nè. Dễ các bạn, hết sức đơn giản này, có mấy nốt, có hai nốt, té ra nhiều nè. Rồi vào xuống dòng dưới. Dòng dưới mình đệm cũng tương tự như vậy thôi. Để la thứ 7 xuống cái ngay phách số 1, chứ hoài đó. Rồi bắt đầu đánh cái phách số 2, mình đánh nó phá mi giống nãy. Pha thăng. Ok, pha thăng mi. Rồi tiếp tục đổi tiếng piano chập nhẹ nhàng lại qua la thứ 7. Ôi nhịp tiếp theo la thứ 7 đó. Rồi có nói cũng thôi, chứ thôi mình qua âm mi thứ. Rồi tôi không yêu nữa, mình qua rê trưởng. Lanh quanh làm chi em hơi. Vừa để la thứ 7 xuống cái dòng dưới đó. Vừa để la thứ 7 xuống cái là mình đánh câu này liền. Bùm son la son la son la son. Nó giống câu nãy bạn ạ. Bùm son la son la son la son. Rồi tiếp tục mình đánh câu cái ô nhịp cuối cùng nè. Là đô rê mi rê đô là mi giãn các bạn nhé. Là đô rê mi rê đô là hết. Bây giờ mình nối cả câu này nha. Bùm son la son la son la son là đô rê mi rê đô là. Tức là mình vừa đánh câu này mình vừa báo trống qua phiêu sô nổi để qua đoạn điệp khúc. Bây giờ mình đệm dòng dưới, bạn sẽ thật kỹ nha. Rồi dòng dưới để la thứ 7 chúng ta đánh nó phá mi lên nè. Rồi chào bấm bấm. Nói cũng thôi, tôi không yêu nữa, lạnh quanh làm chi em ơi. Em về đi. Ok bạn nha, lúc đó tay mình vừa đánh, tay phải vừa đánh, nhưng mà tay trái mình và phải đợi nhịp để mình báo chống vào phiêu sô nổi các bạn nha. Vừa đánh vừa báo đó. Rồi làm lại lần nữa dòng dưới nha. Các bạn đừng quan tâm tới giọng hát, các bạn chỉ việc nhìn vào ô nhịp. Ô nhịp đó hợp âm gì, ô nhịp đó hợp gì mình đánh thôi. Như vậy mình mới tập thành một thói quen chuyên nghiệp các bạn ha. Tập nhìn xích nhạc đánh nha. Khi nào mình đã quen, mình đã rành rồi đó, bắt đầu mình mới nghe thêm giọng hát của ca sĩ nữa, lúc đó mình mới để ý tới được. Còn bây giờ mình mới tập, mình chỉ nhìn vào cái xích nhạc tổng phổ đó mình đánh thôi. Cố ý các bạn tập trung các bạn nhé. Rồi bắt đầu xuống cái la thứ 7 mình đánh dòng dưới nè. Cũng thôi, tôi không yêu nữa, lạnh quanh làm chi em. Thôi giờ không còn chi. Ok bạn nha, mình vừa đánh vừa báo câu đó như vậy là xong. Mình có đoạn điệp khúc để cho bạn thấy dễ không? Chứ nào mà đệm mà dễ như vậy luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn B của bài hát. Các bạn xóa dòng nhạc, lúc này đoạn B bài hát rất dễ các bạn ơi. Mình chỉ lấy tiếng piano chập nhẹ nhàng thôi. Em về đi, thôi giờ không còn chi. Mình cứ chập 3 ô nhịp la thứ 7 luôn. Đánh 3 ô nhịp la thứ 7. 2 3. Rồi, qua ô nhịp thứ 4. Ô nhịp số 4 mình đánh hai phách la thứ 7 thôi. Rồi mình đổi tiếng rap, mình dành cái câu này rê đô. Giống hồi nãy các bạn, giống cái
giống cái câu giống như cái câu tutti của cái intro đó, để đồ mà nha, là xong, bắt đầu tiếp tục đổi tiếng piano chập tiếp. Em về đi, tôi giờ không chọn chi tiếp tục ba ông nhịp la thứ bảy trong tim mình giờ đây rồi kêu đừng nên cứ đến tiếp tục ông nhịp đó. Mình đánh cũng tương tự như vậy, mình lấy tiếng rap mình dành rê đô, mình dành rê ngay phách số 3 và đô ngay phách số 4 các bạn nhé. Rồi về la thứ lại là hết, mà thấy dễ không? Bây giờ mình mới tập nhìn siết nhạc mình đánh, mình cứ nhìn theo ba ô nhịp rồi tới hai phách 1 2 la thứ bảy, phách số 3 số 4 mình đánh rê đô, cứ tương tự như vậy các bạn nhé, 3 4 mình đánh như đó. Rồi ok vô nè. 1 2 1 2 3 1 2. Còn thấy dễ không đó? Nếu mà mình mới tập, mình cứ tập đếm như vậy đó, mình tập đếm ô nhịp rồi tập đếm phách như vậy đó các bạn. Như vậy lâu ngày mình đệm mới thành một thói quen, mới trở nên chuyên nghiệp rồi các bạn ơi. Chứ không lẽ suốt đời mình đánh mình không biết nhìn nhạc, không biết nhìn cái siết nhạc ô nhịp thì cũng khổ các bạn ha. Cố lên các bạn ơi, không gì khó khăn đâu. Hãy cố gắng tập luyện và đệm thêm lần nữa bạn nha. Mình cứ đếm phách ô nhịp như vậy nha. Vô nào. Vô. 1 2 3 1 2 rê đô 1 Ở bạn thấy dễ không? Rất đơn giản bạn ha. Lúc đó ca sĩ người ta hát gì kệ người ta. Em về đi, thôi giờ không còn chi gì kệ người ta. Mình cứ lo ô nhịp mình đệm thôi. Đúng phách, đúng ô nhịp mình đánh. Còn nếu ca sĩ họ hát mà rớt ra ngoài thì mặc kệ họ các bạn nha. Cái chuyện đó chuyện của mỗi người. Đó là đoạn B của bài hát. Bây giờ đến cái đoạn gian tấu. Đoạn gian tấu của bài hát mình sẽ tập câu này như sau. Các bạn quan sát nhạc nha. Nhìn thì nó rối rồi các bạn, nhưng mà đánh thì dễ ợt nè, dễ các bạn ơi. Bây giờ các bạn xếp ngón như sau, nốt son. Ngón cái, nốt la, xếp đều 5 ngón như sòn là sòn la si đô rế rồi. Ok, bắt đầu đánh như sau. Cái ô nhịp đầu tiên đó các bạn thấy móc kép nhiều không? Nhưng mà nó có 2 nốt rồi. La sòn la sòn la sòn la sòn la sòn la vậy đó. Đánh hình nó móc kép 4 nốt cho 1 phách. Mình cứ la sòn la sòn la sòn la sòn la 4 phách luôn. Rồi. Quá dễ bạn nè. 1, 2, 3, 4 là hết 4 phách. Bắt đầu tiếp tục qua nhịp tiếp theo mình đánh rê đô là đố si là các bạn nhé, đố si là xong. Và thấy dễ không? Hết sức dễ bạn ha, mình làm lại nha. Quá dễ bạn ha. Rồi tiếp tục qua nhịp số 3 lặp lại đến tương tự như vậy luôn, cũng la son 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 la son. Rồi ở trong bài phối của ca sĩ Lam Trường họ đánh khác. Còn ở đây, Tèo chia sẻ bạn một cái ô nhịp cuối cùng đó, mình đánh rê đô cho anh nghe nó đỡ đỡ trống các bạn ha. Tại mình đệm trên một cái ọt mà. Rồi, rê đô mình đánh nốt là rê. Rồi, đô mình đánh sòn đố. Rồi, là rê sòn đố, cứ đánh thay phiên như vậy. Rồi, sòn đố, tới là rê, tới sòn đố. Chồng quãng nha các bạn nhé, chồng quãng 4 như là sòn đố quãng 4 nè, là rế quãng 4 nè, mình chồng như vậy nha. Ok, bây giờ mình đánh nối cả dòng trên các bạn thấy thật kỹ nha. Dòng trên, dòng dưới nó tương tự nhau thôi các bạn ơi. Rồi, đánh dòng trên nha. Rồi, xong, bắt đầu tiếp tục qua ô nhịp số 3, mình đánh cũng tương tự như vậy. Tương tự vậy cũng là sao vậy các bạn nha, để tiếp tục. Rồi, lúc này không còn đố si la nữa mà mình đánh nó gì? Rê, đô là xong. Để nối cả dòng trên mà sát thật kỹ nha. Ok, giờ là xong. Bây giờ mình sẽ nối âm. Thử các bạn nha. Rồi, chuẩn bị tiếng rap nè, vô. Ok bạn nha, tương tự vậy. Nhưng mà các bạn ơi, nhớ tập tới kỹ lưỡng nha. Đánh lúc mà tempo 115 này nó rất là nhanh đó nha. Đánh nó bị quéo tay luôn á. Rồi bắt đầu mình qua dòng dưới. Dòng dưới đánh tương tự như vậy thôi. Cũng lặp lại y chang, đánh y chang dòng trên.
Rồi tương tự. Rồi ô nhịp cuối mình kết ở nốt la luôn là xong cái văn thấu này. Đơn giản bạn ha. Bây giờ mình đánh nối cả dòng trên dòng dưới luôn, bạn quan sát thật kỹ nha. Chuẩn bị vô. Rất đơn giản bạn ha. Cái văn tấu này Tèo đã soạn lòng chút xíu để các bạn dễ tập và dễ đánh, và nó nghe nó đỡ chán hơn trên một cái ọt các bạn nhé. Còn trong bài phối của ca sĩ Lam Trường nó hơi khác chút xíu, nhớ nha. Rồi đó đoạn văn tấu của bài, sau đó ca sĩ sẽ hát lại từ đầu bài thêm lần nữa thôi các bạn. Rồi đến cái đoạn ending của bài, đoạn ending thì mình đánh lại câu intro thôi, chẳng gì các bạn ha. Đánh lại câu intro rồi mình kết bài thôi. Rồi đánh đoạn ending các bạn nha. Đánh intro để out nè. Hết, bạn thấy dễ không? Hết sức đơn giản bạn ha. Rồi, Tèo vừa chia sẻ các bạn cách đệm hát và hát cũng rất là hay, rất thường gặp trong các đám tiệc các bạn ơi. Đó là bài Đừng Lừa Dối. Các bạn hãy cố gắng tập luyện theo gì Tèo chia sẻ nhé. Nếu trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc á, các bạn cứ để lại bình luận phía dưới clip, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì, cứ để lại tên bài hát, nhưng mà phải từ từ lần lượt Tèo mới soạn cách đệm và chia sẻ đến các bạn được nhé. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.